lần sau bỏ cái tận nhiều chuyện đi nghe chưa ừ nó chết rồi hả à? mày đã nó quá tay hay sao mà bây giờ máu mày nó đổ tầm lâm nó không cử động rồi kìa ẩm ừ. nó lên đưa nó vào phòng dạ. tâm ơi xuống ăn cơm đi con má còn sao vậy sao không đi tắm rửa gì hết trơn vậy má vô trong đi con có chuyện muốn nói với má nè má má con thật sự lo cho ba đó má cũng lo cho ba con lắm nhưng mà má không biết phải làm sao hết má có biết á là cái nhà hàng khách sạn hương việt đó là một ổ chứa gái hạng sang chuyên cung cấp phục vụ cho các đại gia và các quan chức cao cấp họ chắc chắn không đàng hoàng ba mà đầu tư vô đó rất nguy hiểm còn cái cô Quyên Lam đó Là một con yêu tinh đó má à, Nãy giờ Con suy nghĩ Tìm cách để mà giúp ba rút ra khỏi chỗ đó Rồi còn giúp má lấy lại giấy tờ nhà này nữa Nãy giờ nghĩ hoài Không có ra cách Mà thật sự nguy hiểm lắm đó má Con à Dạ Con cũng biết tánh ba con đó một khi muốn làm chuyện gì á thì đâu có ai cản nổi má cũng đã khóc hết nước mắt vì ba con rồi bây giờ má nghĩ mọi chuyện cứ mặc cho số phận thôi dù số phận như thế nào cũng được má má không được buông xuôi má không được từ bỏ nghe má Má, trách nhiệm của con với má bây giờ là phải cùng nhau giúp ba thoát ra khỏi chỗ đó. Ừ? Lắp đặt thêm một số camera hiện đại và hệ thống báo động quanh khu vực tầng hầm. Phải thiết lập quy chế bảo mật đối với các nhân viên tiếp khách ở đây. Cậu Hùng. Dạ. Xem nếu được á, thì nuôi thêm một vài con chó bạc xê. Lúc cần thiết á, thì dùng nó để bảo đảm sự an toàn. <laughs> ok anh. Em sẽ cho rà soát lại tất cả. Nếu có chỗ nào cần á, thì em sẽ cho gia cố thêm. À, còn chuyện mà nuôi chó bạc xê, thì em nghĩ là phải đi làm thủ tục để đăng ký á. Để tôi lo cho. Ok anh. Cái quan trọng là anh phải kiếm người để huấn luyện chó bạc xê. Ừ. <laughs> Trời ơi, có cần thiết phải nuôi chó bạc xê không? Cần chứ chị. Nhà của mình sắp sửa làm ăn với quy mô lớn hơn mà Nếu mà không đảm bảo an toàn là em sẽ không làm đâu Tại vì nếu có chuyện gì xảy ra Thì em sẽ là người đi tù nè à... <laughs> Nhưng mà em chỉ nói như vậy thôi Chứ thật ra thì cẩm hồng mẹ em đã hoạt động 20 năm nay rồi Chẳng có nhúc nhích suy chuyển gì hết Em tin là mẹ em sẽ lèo lái giúp cho em thành công mà Thôi bây giờ đi ăn cái gì đi Em đói quá rồi lúc này ở nhà anh đang có nhiều chuyện xào xáo quá cứ ập tới cùng một lúc như vậy anh thật sự rất mệt mỏi anh thì chưa muốn nhưng má anh cứ hối thúc em tưởng là anh muốn còn nếu như anh không muốn thì thôi à, không phải ý của anh là không phải anh không muốn thật lòng mà nói á anh rất là muốn cưới em về ngay bây giờ Để đỡ nhớ và không phải phóng xe xuống đây Mới được gặp mặt em Chắc không còn xa nữa đâu em Nhưng mà Nếu như ở nhà anh đang có nhiều chuyện Thì anh khoan hẹn ba má anh gặp ba má em nha Thì em cũng muốn vậy mà nhưng mà má anh nói Dù có chuyện gì đi nữa Thì cũng phải lo chuyện hôn nhân của anh xong trước Thì má mới yên tâm được Với lại Ba của anh dạo này Cũng đang lo rất nhiều gì Chỉ có rảnh vào thứ sáu tuần sau thôi Em cứ hẹn ba má em giùm anh đi Đi mà Anh ăn nỉ đó Còn 10 ngày nữa mà Đâu có gấp gáp đâu nhưng mà anh phải có thông tin chính xác Để báo cho ba má anh biết Rồi sắp xếp công việc nữa Nếu vậy thì mai em trả lời Em hiểu cho anh nha Em phải hiểu cho anh là Ba của anh á đang xa lầy trong chuyện làm ăn rất là nhiều Cho nên anh phải có kế hoạch Để can thiệp sâu vô công việc làm ăn của ba Để hạn chế rủi ro Và hạn chế nguy hiểm tới tài sản của gia đình Em hiểu mà bởi vậy em nghĩ bây giờ anh tập trung lo chuyện gia đình trước đi nè Còn chuyện cưới sinh của anh với em Từ từ mình tính cũng được Em cũng đâu gấp gáp gì đâu Đúng không Nhưng mà má anh gấp Tại sao Anh cũng không biết lý do sâu xa là gì Anh có tin vào số mệnh không? Có. Mỗi cuộc đời là một vì sao ở trên dầm trời đó em. Ừ. Sao anh đang ngồi cạnh sao em kìa, anh thấy không? Thấy. Thượng đế đã sắp đặt để sao em đặt cạnh sao anh và mãi mãi chúng ta ở bên cạnh nhau. Hừm. tự 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 ơi tự tự Là, làm hết hồn tư sao mày làm như có mình mày sáng sớm dậy biết đi ăn phở hả út đâu có đi ăn phở mới chân chó mà ăn sao vô tôi dậy sẽ sớm mà tập thể dục mày đừng có chối Tao đã thấy nó đi lấp ló qua lại từ hồi sáng tới bây giờ rồi cái kỳ nghe mày. Ủa có hả ta? Hẹn trễ mà sao dễ sớm vậy? đã thấy nó lấp ló đằng kia hả? Này nói gì? đúng rồi đúng không? Ừ á. Tụi tôi hẹn đi ăn sớm. Giờ chị ơi, ăn không rảnh Tôi mời luôn hai vợ chồng tôi bao. Mày nói gì? Mày nói gì? Mày mày. Chứ trời tôi luôn. Tao nói cho mày biết nha Mày mà mở cái cửa này mày ra khỏi cái nhà này á Thì mày đừng quay về đây nữa Ủa Ủa Ủa, Ủa? Tôi Mày làm gì vậy Mày hay quá ha <laughs> Mai tôi dậy sớm hơn coi ai canh tôi Hôm qua em nói chuyện với thằng Tâm chưa? Ừ, dạ, em có nói rồi. Vậy hả? Rồi nó nói sao? À, nó nói là nó sẽ không có tới cái nhà hàng đó nữa đâu. Ừ, với lại, nó cũng biết cái cô Quyền Lam đó là đối tác tốt của anh. cũng tại vì bữa đó nó cứ nghĩ là cô Viên Lam là bồ bịch với anh thành ra vậy là em nói cho nó biết à, à em đâu có nói anh kêu em nói như vậy mà Anh à, ừ. có chuyện gì? À, em muốn anh thứ sáu tuần sau anh dành một chút thời gian để xuống gia đình của con bé Trâm. Bé Trâm nào? À, là cô bé Quỳnh Trâm, người yêu của thằng Tâm. Em muốn hai vợ chồng mình đi xuống dưới đó coi nhà cửa của người ta làm sao. Nếu mình thấy được thì mình tính tới chuyện cưới hỏi cho thằng Tâm luôn. Thôi được rồi. Để anh vô công ty coi lịch lại. Rồi anh sẽ báo cho em xong. Dạ. Được rồi. Cô Liên Hứng? Trời ơi Con làm cô hết hồn à Chuyện gì vậy Tâm à, Cô giúp giùm con Cho con coi sổ sách của nhà hàng Hương Việt được không Thôi thôi Mấy cái chuyện đó tế nhị lắm Không có được đâu Con muốn gì á Thì con nói chuyện với ba con trước đi Nha Đi đi con à, Cô cũng biết tính của ba con rồi Thì Ba con không có muốn con xen vô những chuyện làm ăn của ba con đó mà Nghe cô thì bởi vậy cô á cũng chỉ là nhân viên của ba con thôi con muốn gì á thì con nói chuyện với ba con trước cô chỉ làm theo lĩnh của ba con thôi à cảm ơn cô và dạ, thưa cô không về ừ. cảm ơn em Dạ mời anh chị ạ. À. Em nói bé uh, Trúc nó khỏe rồi hả? Nó sẽ sớm khỏe lại nhanh thôi. Cũng tại mấy cái thằng đó đánh nó hơi mạnh tay. Nhưng mà như vậy nó mới sợ. Anh tưởng em cho nó nghỉ việc rồi chứ. Em đâu có ngu mà em cho nó nghỉ. Trời ơi bỏ ra bao nhiêu tiền để cho nó. Cho nó tắm trắng, cho nó rửa phèn. Bây giờ cho nó nghỉ lấy ai để tiếp khách. Với lại... Nó đã nắm tất cả đường đi nước bước của mình ở đây rồi. Nó mà nghĩ việc nó sẽ đi tố cáo mình ngay. <laughs> Giỏi lắm. Anh yên tâm chị em rồi đó nha. Tôi mời Lam đi uống cà phê được không? không phải là tâm con của anh đâu mà lo anh cứ làm như cả thế giới này chỉ có một mình anh đặt tên con là tâm gì đó được tâm nhắn địa chỉ đi quán cà phê gần hương việt được không đi với người tình này mà nhắn tin cho người tình khác là sao Được, Vậy một tiếng nữa nha. Không phải là đi với người tình này mà nhắn cho người tình khác mà là em đang nhắn cho chồng sắp cưới của em. Em nói thật hả? Anh ghen hả? <laughs> Chỉ có người không yêu nhau thật lòng thì mới không ghen thôi. Em hiểu chứ? Nói như vậy là anh yêu em thật lòng hả? <laughs> Dĩ nhiên. Nếu mà yêu em thật lòng thì anh phải chứng tỏ đi chứ anh phải cưới hỏi người ta về làm vợ à em đúng là đáo để có đáo để như vậy thì em mới làm người tình của anh được chứ <laughs> Xin lỗi phải để cho Tâm đợi lâu Vì tôi phải đuổi khách mãi khách mới chịu đi ừ. Uhm, cô uống gì? Kêu đi Cà phê sữa <laughs> Em ơi Cho anh gọi một ly cà phê sữa đá à, Tôi đã chuẩn bị tâm lý Để chờ lâu hơn Vì tôi biết tính của ba tôi mà Anh có một cách nói rất đáo để Mà tôi thích cái điều đó Anh biết không Cảm ơn cô đã quá khen Hôm nay Tam gọi Lam ra đây có chuyện gì? Ờ, um, tôi gặp Lam á, là muốn hỏi thử. Tôi có thể làm cận vệ của Lam được không? Tôi mới biết là ba của tôi có 70% cổ phần trong nhà hàng Hương Việt. Lam có biết là số tiền đó từ đâu ra không? là tiền mà ba thế chấp căn biệt thự mà nhà tôi đang sống ở bên quận 7 cho ngân hàng đó. Thì sao? Tôi đâu phải là người chịu trách nhiệm cho chuyện đó. Phải. Tôi không phải quy chụp. Lam là người xúi giục ba tôi trong cuộc phi lương mạo hiểm đó. Nhưng điều tôi cần là tôi muốn giúp ba tôi kinh doanh có lãi để bảo toàn vốn. Lam không tin tôi à? Tôi tin anh nhưng mà chuyện này không đơn giản như là anh nghĩ thì đời này có chuyện gì mà đơn giản đâu lắm. Nhưng mà ngành kinh doanh này rất là phức tạp, tôi nghĩ là tâm không phù hợp với ngành nghề này đâu. Còn nếu không thì uh, tâm bàn thử với ba tâm xem. Không được. Làm giúp giùm tôi, đừng để cho ba tôi biết. Tại sao? Tại vì chắc chắn là ba tôi không cho tôi tham gia. Ngồi đi. Ba không có nhiều thời gian. Có chuyện gì thì cứ nói ngắn gọn xúc tích đi. Ba nói dối con. Chuyện gì? Quá ra, ba bỏ ra cả chục tỷ trong lúc công ty đang gặp khó khăn để đầu tư vô cái nhà hàng đó. Ba Ba có biết là ba đã đem cuộc sống của cả gia đình mình ném vô một căn bạc đầy nguy hiểm không ba? Hiểu ngay Tao không cần mày ngồi đây để giải đờ tôi nghe chưa Đi về phòng mày đi Ba Ba nghe con đi Ba đã bị con hồ ly đó dụ dỗ vô chỗ chết rồi Ba dừng lại đi Ba rút lại tiền đi ba Ba nói lại là lời cuối Tuyết đó không được can thêm vào chuyện làm ăn của công ty Thành Đạt hay chưa Ba nói rồi Nếu mày lén phán Tới nhà hàng hưởng diện tò mò thột mặt cho chuyện làm ăn của ba thì được có trách ba sẽ không tha cho mày đâu đi đi ba ba bị bỏ mù mê rồi ba tỉnh táo lại đi ba ba nghe lời con một lần đi ba đi ba Tao cứu mày đi ba, ba. ba. về phòng của mày đi ba ba Dạ, cảm ơn anh Thôi, bà đừng có ép con cứ để nó lựa chọn đi. Nếu như nó muốn về đây, cô chăm sóc khu nghỉ dưỡng này á, thì cứ để cho nó làm. Còn nếu không nữa thì mình mướn người khác làm. Còn sao đâu. Thì biết rằng mướn người khác thì cũng được. Nhưng mà tài sản mình để lại cho con thì nên để cho hai đứa con nó tự quản lý với nhau thì tốt hơn chứ. <laughs> Tùy duyên thôi. Đừng có tính trước làm chi. Mà nhà của thằng Tâm á, Nghe con Trâm nói là nhà nó có công ty lớn lắm. Ừ. Với lại thằng Tâm là con trai lớn. Nếu như người ta cưới con dâu về, là phải lên trên đó ở, làm dâu người ta. Chứ đâu có phải như bà. Không có làm dâu ai hết. Sướng quá. Cho nên nghĩ con gái của bà cũng vậy đúng không? Ừ, thì tại số em số sướng. Không phải làm dâu, mà còn được trẻ hiền nữa chứ. <laughs> ba má. Ừ, con. con. Má. <laughs> má lại nói xấu con nữa phải không <cười> <cười> Con gái của má Tốt lắm Đâu có gì xấu mà nói Ủa Thằng Tâm nó không về chung với con hả Dạ anh đi làm mà má À Anh có gửi qua cho ba má nè Trời ơi Vậy à Thằng rể này coi bộ được á Cái bà này Đâu phải có quà tặng là được đâu <laughs> Dạ Đây là xăm Hàn Quốc Ảnh tặng cho ba uống Để cho ba có sức khỏe ừ. <laughs> Anh còn tặng cho má chai nước hoa xịn nè <laughs> Còn bánh kẹo nữa nè Con Nó đi làm công ty của ba nó luôn rồi hả con Dạ anh đi làm rồi ba ừ. Thấy chưa người ta đẻ con trai ra được nhờ rồi thấy không Ý má nói là đẻ con gái ra má không được nhờ phải không <laughs> Ủa em con nó không có về chung với con luôn hả Dạ em con mắc đi học rồi Với lại ngày mai con phải nhận việc với này Chứ đâu có đi chơi đâu thì má hỏi hàng chút xíu vậy mà Làm gì khó khăn với má dữ vậy À Bà vô nhà coi kiếm cái gì nấu cho con gái nó ăn đi ừ. Con gái của ba má Mà nếu không vì ba má Thì đã làm việc ở Sài Gòn rồi Chứ không có làm việc ở đây đâu Làm ở đây xa thế mồ luôn Xa cái gì mà xa Về đây làm gần ba má Chứ có xa gì đâu mà kêu ca Cái bà này không có hiểu gì hết trơn á Xa là sao thằng tâm chứ xa ai nữa ba à, <laughs> bà Có đúng là ngại. số 1 hiểu con gái bà ghê luôn á <laughs> <laughs> thôi con về trước nha ba hi. À, hi. đóng cửa lại chuyện gì nói đi sáng nay con mới nói chuyện với thằng tâm con của ông hai thành đó nói chuyện gì nó muốn xin về đây làm quản lý nhà hàng cùng với con con thấy nó có dễ thiệt tình với lại nếu như có nói làm việc ở đây thì con cũng thấy vui quên chuyện đó đi nhưng mà nó rất là giỏi đã nói là quên chuyện đó ngay tuyệt đối là không được để lộ thông tin làm ăn của mình cho nó biết nghe chưa tao nói rồi đó đừng có bày đặt yêu đương ở đây nghe chưa Đàn ông chỉ là một lũ sâu bọ Còn chẳng hiểu lời mẹ nữa Ngó cái bản mặt mày Là tao biết ngay rồi Mày rung rinh với thằng con quan đó rồi phải không Sao lúc nào mày cũng phải sỉ nhục hết người này tới người kia vậy Thằng Tâm nó có làm gì mẹ đâu Mã số tôi đã đổi rồi Có phải mấy chục triệu lần trước là anh lấy đúng không Đâu có Anh đâu có lấy đâu <laughs> Anh không lấy thì ai lấy Tôi đã bị mất nhiều lần rồi Chỉ có tôi với anh mới biết được mã số trong két sắt này thôi Lần này tôi đã đổi mã số rồi <laughs> Đúng là trái nhà mới lôi để mặc chuột Cô nói ai là mặc chuột Trong phòng này có hai người à Chỉ có tôi với anh chẳng lẽ tôi nói tôi mặc chuột nè đưa cho tôi hai chục triệu để làm cái gì <laughs> tiền là tiền chung vốn anh đầu tư để mua nhà hàng cho em mua nhà này cho em kinh doanh cho nên hàng tháng em phải trả lãi và cả vốn cho anh nữa chứ <laughs> anh hùng anh nghe cho kỹ nè tiền tôi chi cho anh mấy năm nay nhiều lắm rồi Tôi đã thỏa thuận với anh Từ nay tiền tôi kiếm được bao nhiêu là tiền của tôi Anh đã đồng ý rồi mà Cô dựa phải thôi nghe Không có tôi cứu vớt đời cô Thì cuộc đời của cô bây giờ không biết trộn vạt gì đâu Bây giờ có đưa tiền không Đừng không Cái gì vậy Bây giờ có đưa tiền không Không Không, không, không được à. À mày à mày mày đúng mày, không phải là con người mày mày là đồ khốn nạn mày lợi dụng tình cảm của tao thân xác của tao để kiếm tiền mày là đồ chó mày đưa tiền mày, cho tao mày buông tao ra để tao còn trả nợ nữa mày buông tao ra Đưa đi buông tao ra mày buông tao ra mày... Buông tao ra. mày. Ai là người nhà của ông võ văn hùng? Ừ, dạ, ừ, tôi nè cô. Ừ, ông có sao không cô? Bây giờ chị đi thẳng xuống dưới, chị đóng tiền để mà làm thủ tục phẫu thuật gấp nha. Ừ, dạ, cô. Ấy, nhưng mà ông ông có sống được không cô? Tôi không có biết đâu. Chị đi lẹ lên đi. bữa đó ổng mà chết có khi mình phải đi tù thôi thì thà thành người bại não mình nuôi như bây giờ cũng còn có phước toàn là một lũ sâu bọ Nè ăn đi con Ăn đi ông đúc to Tự ở ăn giùm ông cái con Nè Kêu điện thoại cho anh Thành về ăn cơm chưa Dạ Má con có gọi điện thoại cho ảnh Nhưng mà anh không có nghe máy Trời ơi chị ơi Nói lớn là nó phải con nít đâu nó đói thì nó về nó ăn cơm còn mà nó hễ mà nó ăn ngoài đường nó no rồi thì kệ nó đi quan tâm chơi cho nó mệt nó lớn rồi nó thích ăn thích ở đâu thì kệ nó đi mày im đi sao hồi nào tao mở miệng ra tao nói cái gì mày cũng nhảy vô họng tao mày ngồi là sao vậy hấu nhảy vô họng hậu hộ nào tôi thấy sao tôi nói vậy à thấy đúng này nói đúng sai nói sai à hả không ra ăn mày ăn ăn đi con Dạ, ngon quá Má với cậu Út vô ăn cơm luôn Ăn cái gì? Thằng này nó ăn, ăn cái gì? Tranh thủ đi để đồ ăn nguội hết nè cô Út Bé Sáu Dạ à, Con lên lầu, con kêu anh Tâm với lại chị Lan xuống ăn cơm cho vui nghe dạ. con Dạ, để con lên con kêu Con ăn giùm ông Út một cái rồi, ông lại con luôn á Cậu cứ ăn cơm trước đi, để đó con đút cho Càng ngày nó càng làm biến ăn đó Không sao đâu con ăn để ông đút cho nó được mà Cậu cứ vô trong ăn cơm đi mà Để đây con đút cho Đút đi nha Bữa nay nó chướng nó không ăn nó nhậm một họng đó Mới có mấy ngày mà nó ốm như con cậu ma con à, hả Qua ăn cơm đi má ăn đi con. Ủa hãm miệng ra Má với lại thím ba nấu cái gì mà thơm quá vậy Nghe mùi là muốn ăn rồi Ăn à, cơm luôn đi con hãm miệng ra ăn đi con ờ, Duyên nè con Lan nó làm cái gì á Mà nó đi hoài à Ra đường thì thôi Về là thấy lên trên phòng chuối nhũi trên đó Tôi lên mấy ngày mà không thấy mặt mũi nó đâu hết trơn ấy nha Bởi Ta nói này... đâu có biết đường mà sanh con đâu Ủa nội Ờ à, Nội mới nói má con á hả Bà nội nói làm sao ấy chứ Vậy là quan cho má con rồi đó Chứ nội, nội nhìn con nè, thấy không? Đẹp trai phong độ cũng ngon lành lắm chứ bộ Mày Tao thôi nói thôi. là mày Thôi má Trời đánh tránh bữa ăn Má để cho mọi người ăn cơm ngon miệng được không má Đó Mọi người thấy hết rồi đó Bây giờ mới hiểu mà thương cậu Út nè Mười mấy năm nay cậu có một mét mốc là hiểu lý do tại sao rồi đó Cậu Út Má Thôi mà má Thôi cô thương má nhất má là người khổ nhất nha thôi cơm đi mà má nha má cậu má con là khổ nhất mà ờ má nè má cá con kho má ăn coi thử có vừa miệng không má ăn từ từ nha má ăn cho nó nóng má ừ. Chị lan la con không xuống ăn cơm thì thôi tự nhiên la người ta quá trời luôn à thấy không thấy không Bé Sáu, con qua đây bưng tô cháo đút tròn đạt ăn đi. Để mà lên mà coi coi làm sao. Hả? Bé Sáu, để anh. Đây, để anh làm cho. Có một tô cháo mà đưa dắp vòng cái nhà luôn hả? Cậu Thôi, ăn cơm đi. Cậu Út ăn cơm. Thôi, ăn cơm đi. Là nói là không ăn sao làm phiền hoài vậy Ăn à, nói với ai cái kiểu đó vậy hả Còn đã nói là không ăn cơm rồi Má lúc nào cũng cơm 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 Má đừng làm phiền con nữa được không Còn giang ra Cháu ngồi dậy đi Còn cái nhà ai Sao ngày nào cũng bỏ đi qua đây hết vậy Cháu đi về ngay cho cô Má Má đi ra khỏi phòng con đi Má có quyền gì mà đuổi bạn con Tại sao mà... con ăn nói như vậy Má Bà? Bà đánh con hả Bà... Má... Má... con. Má... đi Kiểm soát lại hành động của mình đi Má Đi má Má ngồi xuống đi Má bình tĩnh đi má Tại sao vậy Tại sao nó càng ngày càng hư đốn Nó là con gái Mà nó không có biết quan tâm ai Trong gia đình này hết Con gái mà nó lại lười biếng đã vậy mà nó lại còn hỗn hào với má nó như vậy chứ trời ơi tôi không biết là tôi đã làm cái gì sai mà ông trời lại trừng phạt tôi như vậy không biết nữa má má đừng khóc nữa má cứ để cho con nói chuyện với em của con nha má đừng có lo lắng nữa được không má má đừng khóc nữa nha má má nghĩ bây giờ con phải tìm cách nào đó tách con nhi bạn của con lan ra người ta nói gần mực á thì đen gần đèn á thì sáng cái con nhi bạn của con lan đó má thấy nó không phải là người tốt đâu con sẽ tìm hiểu xem nó là người như thế nào con giúp má tìm hiểu nhà cửa cái con bé đó ở đâu ba má nó làm cái gì rồi nó có nghiện ngập hay không sao mà tối ngày á nó cứ ăn dầm nằm về ở trong phòng của con lan như vậy chứ má con nghĩ chắc là con lan nó bị bệnh đó má bệnh gì cũng không hẳn là bệnh nhưng mà nó là một cái dạng giống như là khiếm khuyết giới tính vậy đó má trời con nói cái gì vậy má không có hiểu cái gì hết trơn á thôi má đi ngủ đi cứ để cho con tìm hiểu rõ ràng mọi thứ xem thế nào đã từ bữa nay con sẽ dành thời gian nhiều hơn để mà chăm sóc dạy dỗ em phụ với má má yên tâm đi má thật may mắn khi có đứa con như con đó má đừng có nói như vậy con mới là người may mắn khi được làm con của má đó thôi má đi ngủ đi nha à tối nay ba có về nhà ngủ với má không à, má cũng không biết nữa má không quan tâm À, thôi kệ ổng đi riết rồi á, má cũng quen rồi má không có được buông xuôi con sẽ cố gắng tìm mọi cách để kéo ba trở về với má chỉ nhìn thấy má buồn phiền hoài con đau lòng lắm bây giờ điều quan trọng nhất của má là lo tạo dựng hạnh phúc cho con con mà yên ổn thì lúc đó má yên tâm rồi còn ba của con á thì thôi kệ ổng đi con đừng có quan tâm tới những cái chuyện làm ăn gì của ông Không được má Mình phải ngăn ba lại chứ má Đã nói không được Con không có hiểu hay sao vậy Ba của con á Ông mà muốn cái gì rồi á Thì không có ai ngăn cản được hết trơn á Cũng giống như ngày xưa bà nội của con ngăn cản ba không được cưới má nhưng mà ba của con cũng nhất quyết đưa má lên sài gòn này để sinh sống má tại sao bà nội lại không cho ba cưới má vậy má đẹp má hiền mà má hèn chi con thấy tới tận bây giờ Bà nội vẫn không có ưa má mà lúc nào cũng làm khó má hết. Má, hay là có chuyện gì? Má kể cho con nghe đi. Tại sao lại như vậy? Má kể cho con nghe đi, tại sao vậy hả má? À, tại vì Má nói đi. Tại vì má lỡ. Gì hai ơi? Cô Lan nó bỏ nhà đi rồi. Nó bỏ đi rồi tôi cả không có được đâu. Hả?